tin nhắn, ba nhắc con về nhà. Ngồi ghi vần cho cái tinh thần no assignment, sảng khoái thoải mái không còn deadline. Nhìn đâu đâu xong sao đọc với mai. Cái AI ô chào nôm na như mai với đào. Gửi niềm tin vào cả lời xin chào. Một năm mới bình an, giai điệu tình an, âm nhạc mình mang nay về với gia đình. Đầu năm thưởng thức ăn miếng mứt cả năm, dùng kiến thức cuối năm thăng tiến chức. Nhìn lại năm vừa qua ngoài corona, na 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 na, qua chúng ta 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 tết nè. Ta bừng lên một thức xuân để ăn thịt kho tàu bánh chưng. Hôm đêm nơi ta đoàn viên, đàn chim lượn quanh nơi chốn xa rồi cùng về đây trong mắt ta. Ôi có ngày tin nhắn ba nhắc con về nhà. 20 tuổi không tích tiền vẫn còn tích lì xì. 20 tuổi xuân tôi phiền trong đội lâm đều đi kỳ. Khám phá thêm vì đâu đã hay giờ. Tết nhất hết mức nết na cho cái Tết dạt dào. Đồng xanh ruộng lúa mông mênh nhạt nhào. Đồng bay vẫn mưa qua mùa trong chân. Vất vả càng ngày cái đêm tất cả là vì hạt gạo. Ngàn ngào thơm lần năm châu ăn bừng năm châu. Năm qua bao nhiêu điều trông gai. Cả năm qua bao nhiêu điều hạnh phúc, mong là đến năm nay hạnh phúc ấy kéo dài. 1, 2, 3 FUV Dancing with the crew, Vietnamese shut the whole damn flu. 2-0-2-0 the whole damn move. Everything come through such a T-E-T. FUV Dancing with the crew, Vietnamese shut the whole damn flu. 2-0-2-0 the whole damn moon. Let everything come through, cut the T-E-T. Yeah, 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 yeah. Năm vừa qua có lẽ là một năm rất là khó khăn đối với tất cả chúng ta. Mình mong là năm tiếp theo sẽ là một năm bình an hơn. Xin cảm ơn tiết mục Tết Tình Tang qua phần trình diễn của Amy và ESK đã mở đầu cho chương trình Ta Tả Tết. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tâm, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, một cô sinh viên năm 2 của trường Đại học Fulbright và cũng là một người đang rất rất là mong chờ được đón Tết. Ngày hôm nay, Tâm cùng với tất cả mọi người hãy cùng nhau tả Tết. Chương trình Ta Tả Tết chính là lời chào rất là nồng nhiệt đến từ Hội đồng Sinh viên Fulbright hay là Fulbright Student Council. Hội đồng sinh viên được sinh ra với mục đích được gắn kết và hỗ trợ mọi người hết sức có thể. Cho nên là chương trình Ta Tả Tết này cũng chính là một món quà đến từ vị trí của Fulbright Student Council gửi về mọi người. Ngày hôm nay chúng ta rất là hân hạnh được đón mời hai vị khách mời đến từ cộng đồng Fulbright của chúng ta. Đầu tiên là anh Jack Nguyễn Lâm và tiếp theo là thầy Sebastian Jealous. Hi, my name is Jack. My Vietnamese name is Lâm. I come from the north of Vietnam, the province of Hải Phòng. And I'm currently the sophomore student, a second year student at Fulbright University, Vietnam. I'm Sebastian. I joined Fulbright about 2.5-3 years ago for the co-design year. I'm a faculty member in computer science here. Sebastian, I've heard that you've actually spent Tết in Vietnam once before. What was it like? This is actually my third Tết now. The first Tết, my parents came to visit me for the first time in Vietnam. They hadn't traveled a lot internationally before, and so I think they were a little nervous, also quite excited. Mm-hmm. And I remember we were walking around the Crescent Lake here, all the beautiful decorations. I think that was the year of the pig, mm-hmm. and we were entering at that point, and they loved it. And now I just talked to them recently, and they said, please take a lot of pictures this year. They really miss it, and they wish they could visit me again this year. Mm-hmm. Yeah. So, what was the most memorable Tết to you?
I guess when I grew up, so there was a time when my family had to move to the south of Vietnam, mm-hmm. And my dad would stay in the north, and then that was the one of the very few moments in a year that my dad would visit us, mom and every family members in the mm-hmm. south, mm-hmm. And that was when we actually reunited in the south of Vietnam, mm-hmm. And it was really really meaningful, because growing up there was this period of time that I don't get to go back to when I was born to spend time with my extended family during that. Mm-hmm. So those times, like with the small family reunion, was actually very very meaningful to me growing up. Yeah. We have quite a peculiar group right here, because Anjak is from the north, I am from the south, and you're not from Vietnam at all. So I'm guessing we have certain different expectations when we're talking about Tết. And our show here today, Ta Ta Tết, is dedicated to imagining the collective Tết here at Fulbright. So the collective is made up of individual experiences, I would say. So I'm very curious as to how these individual experiences differ from each other. So what would a northern Tết feel like to you? Cold. Cold, okay. Although, look, like, it's cold in my memory, but like recent years, there are times that when it comes to Tết, it's sunny. Last year, it was rainy. But generally speaking, that is the moment when it's so cold outside, but then inside the house, you get to see your family members, and you get to have meals, and then around the table, mm-hmm. and then you get to just go back and recollect. Oh, last year, this is the achievement. Those are the mistakes I've made. But here are some of the small wins that I were able to achieve in the last mm-hmm. year. So it's really warm inside. I would say, yeah. Family gatherings, a lot of cheerful times, truly. And then let's go back to Sebastian and your very interesting, very new experience with that in Vietnam, like that one time that you really remember. What did it feel like? I think maybe picking up what Jack was saying about sort of looking back at achievements, or looking back what the past year has been like, there was this little booklet that we sent out during the co-design year, yeah. The year in review, the year compass, and we asked all of our students, as you know, to do it, but also a lot of faculty did it. I did it myself. I meant to do it during the winter break, but I never got around to it, and so I did it during the TED break that year. And every year since then, I've been doing it during the TED break, because that's the habit that I got into. So it's an important time for me to look back and sort of see what was the year like, but also what am I hoping to achieve in the new year, and sort of those moments of peacefulness, just sort of having a time to breathe, to take a break from the busyness of the academic calendar. As I'm sure you'll appreciate around this time. truly. Yeah. So that's our reminiscing of the previous Tets that we've had, what that has mean to us so far, growing up and having spent time in Vietnam, right? But I'm guessing we're going to experience quite a new Tet this year, having gone through a year of a lot of changes due to the global situation of the pandemic, and also a lot of adapting that we did throughout the year. And unfortunately, COVID-19 has unfortunately swelled once again around the time of New Year's approaching. And I'm guessing we're going to have that a bit differently from the previous years, almost so suddenly, right? But I truly believe that the Tết within each and every one of us carries this inherent sense of being together. And even if we can't be together in body or in presence, we can be together in spirit, right? And that is all about our show here today, Ta Ta Tết. So we can be together, even virtually. Thank you very much for joining me here today, and I hope you enjoy the show that we have for you. And tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ vẫn được đắm chìm trong cái gọi là không khí Tết, cái sự mong chờ Tết qua tiết mục Mộng Chiều Xuân của cố ca sĩ Lệ Thu, được trình bày bởi Amy và Hoàng Anh.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Là da diết khi mà nói về cái cảm giác đón Tết. Và Tâm cũng nghĩ là không gì da diết hơn cái cảm giác mà mình mong mỏi chờ đến Tết nhưng mà lại chưa được về nhà. Và ngày hôm nay chúng ta lại được đón tiếp hai vị khách mời rất là đặc biệt nữa, đó là anh Hoàng và bạn Phương Anh. Xin chào mọi người, mình tên là Vũ Minh Hoàng. Mình vừa hoàn thành xong khóa học tiến sĩ ở Mỹ và vừa về đây làm giảng viên mới ở Đại học Fulbright. Dạ, em là Nguyễn Cát Phương Anh, hiện thì em đang là sinh viên năm nhất của Đại học Fulbright và em cũng là cohort representative của class of 2024. Thảo Tâm cũng được biết là trước khi đến với Fulbright thì Phương Anh và anh Hoàng đã trải qua một khoảng thời gian dài ở nước ngoài, chắc chắn mình sẽ trải qua cái cảm giác ăn Tết ở nước ngoài. Phương Anh đã đón bao nhiêu cái Tết ở nước ngoài? Em thì chỉ mới đón có 2 cái Tết ở nước ngoài thôi. Hai cũng là số nhiều rồi nhỉ. Và còn anh Hoàng thì anh có thể đếm được sơ sơ vị chi mà đã đón được bao nhiêu cái Tết ở nước ngoài không ạ? Phần lớn các Tết trong cuộc đời đều đón nước ngoài, cũng rất là khó nhớ được. Thế là có khi Tết ở nước ngoài còn nhiều hơn Tết ở Việt Nam? Nếu mà tình hình cho phép để mình an toàn có thể về được đón Tết với gia đình ở Hà Nội vào năm nay thì đấy sẽ là lần đầu tiên từ năm 2009 mà mình được đón Tết ở nhà. Dù có ở đâu trên thế giới đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn luôn có những cái cộng đồng Việt Nam nho nhỏ. Và đối với những cộng đồng Việt Nam thì cái Tết cổ truyền luôn luôn là một cái điều rất là quan trọng. Các cộng đồng ở nước ngoài, kể cả những cộng đồng người Việt hải ngoại mà đã rời Việt Nam từ rất lâu rồi, thì mọi người vẫn rất là hướng về Việt Nam. Ví dụ cái cộng đồng của mình ở Cornell thì mỗi năm mọi người cũng tụ tập và làm bánh Tết. Bánh Tết ở miền Nam và bán mỗi chiếc là tầm 20 đô, 22 đô, và lấy tất cả các cái proceeds, tất cả được bao nhiêu tiền thì quyên góp cho một cái project đưa về miền Trung, một số năm đưa về miền Bắc mua quần áo rét cho các em và sách vở. Trước khi vào học Fulbright thì Phương Anh có học trường cấp 3 ở bên Mỹ, thì không biết ở trường cấp 3 của Phương Anh có những cái hoạt động như thế này để đón Tết không? Năm đầu tiên em ở một cái bang khá là hướng Bắc, Idaho. Thì cái vùng em ở thì em lại ở cái vùng nó rất là nhỏ. Cho nên là cũng ở chỗ đó thì cũng không có cộng đồng người châu Á nói chung nhiều. Và hình như theo em nhớ thì là em là người Việt Nam duy nhất ở khu đó. Năm đầu tiên xa nhà thì cũng khá là buồn. Và năm đó thì em cũng không được đón Tết. Năm đầu tiên qua Mỹ thì không được đón Tết. Thì không biết năm đó em có cảm thấy buồn không? Có cảm thấy hơi bị tủi thân một chút không? Cái đêm giao thừa ở bên mình á, thì là có táo quân. Thì lúc đó là buổi sáng ở bên Mỹ, thì lúc đó là em trốn vào nhà vệ sinh trong trường để coi táo quân. Thì lúc đó em cảm thấy cũng hơi buồn một xíu. Tại vì cũng bên đó cũng ít người châu Á, cũng không có ai hiểu được là sẽ có một cái ngày lễ để cho mình hướng về người thân, hướng về gia đình mình như vậy. Thì em cũng cảm thấy hơi buồn. Cũng là hơi buồn, cũng có một chút chạnh lòng một chút khi mà nhớ về gia đình, phải không? Vậy còn anh Hoàng, đối với lại một người mà đã trải qua rất là nhiều cái Tết xa xứ rồi, thì không biết cái cảm giác buồn đó nó còn
còn áp dụng cho mỗi lần chúng ta có một cái Tết xa xứ không? Hay là mình đã quá quen với cái cảm giác đó rồi? À, nếu mà Tết nào xa xứ cũng buồn thì nói chung là cũng buồn vãi thôi. Nhưng mà thực ra mình luôn luôn có những cộng đồng rất là tốt xung quanh. Và một phần là không chỉ là Tết phụ thuộc cộng đồng, mà một phần là Tết nó xây dựng cộng đồng. Tất cả mọi người có thể đến với nhau được. Ví dụ có một buổi Tết rất là hay mà mình ở London. Hồi đấy có một bác rất già, bác ấy đứng ở một cái góc, không ai nói chuyện với bác ấy. Thì có vẻ bác không có nhiều bạn, thì mình đến bắt chuyện. Thì bác ấy bảo là, tôi thực ra là đã từng làm việc ở Đại sứ quán của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở London từ trước năm 75. Cái hồi đấy là có một người trong cái sứ quán Việt Nam Cộng Hòa đấy đã trao lại tất cả giấy tờ và cái chìa khóa cho chính quyền mới sau 1975. Thì qua những cái cuộc trò chuyện này, thực ra mình gặp được rất nhiều nhân tố rất hay và học được rất nhiều lịch sử rất hay. Đó là vì mình dạy lịch sử nên muốn pitch. Vâng, một màn chào xuân rất là hoành tráng của thầy dạy lịch sử của chúng ta. Vâng, và Tâm còn một câu hỏi cuối cùng nữa dành cho Phương Anh và anh Hoàng. Phương Anh mới về đến Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái, và đây sẽ là cái Tết đầu tiên được đón với lại bên gia đình sau hai cái Tết xa nhà. Thì không biết là Phương Anh có cảm thấy háo hức hay là cảm thấy mong đợi gì để cái Tết năm nay khác hơn những cái Tết trước không? Lâu rồi em không đón Tết, cho nên là em cũng rất là mong chờ cái không khí Tết mà mọi người cùng đi chơi, cùng đi ngắm đường hoa. Nhưng mà em nghĩ là với tình hình dịch năm nay thì cũng sẽ có một số cái thay đổi. Nó sẽ không hoàn toàn giống như Tết nữa, nhưng mà em nghĩ là cái tinh thần nó vẫn còn ở đó. Vậy còn anh Hoàng, và năm nay có lẽ là anh không thể nào rời Việt Nam để ăn Tết ở một nơi khác rồi. Và dù không biết là anh Hoàng có được về Hà Nội hay không, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một cái Tết Việt Nam. Thì anh có mong đợi cái Tết này hay không? Vâng, mình vẫn đang xem tin tức hàng ngày và cái Tết vừa rồi thì nó cũng là một ký ức rất là may mắn ở bên Mỹ, là bên đấy mọi người được ăn Tết, trong khi ở trong nước Việt Nam thì tất cả mọi người đều phải lockdown hết. Đấy, và đã rất là kiên cường trong những ngày tháng đó. Thì năm nay thì các bạn bè của mình ở bên Mỹ thì lại đang trong tình trạng lockdown. Mình mong là Việt Nam sẽ vì những cái cố gắng, vì những cái nỗ lực qua cái năm vừa qua thì sẽ được hưởng một cái Tết sum họp với các gia đình, với mọi người. Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Phương Anh và anh Hoàng về Tết ở Việt Nam và cả ở nước ngoài nữa. Và ngày hôm nay qua chương trình Ta Tả Tết, chúng tôi hy vọng là mọi người sẽ nhớ cả những cái Tết tại tâm. Tại vì có khi là chúng ta sẽ phải rời những người mà mình yêu thương nhất. Và có khi chúng ta sẽ được tạo dựng những cộng đồng mới đầy ắp những cái sự yêu thương. Nhưng mà quan trọng, Tết sẽ luôn luôn trọn vẹn nếu chúng ta nghĩ về nó và cố gắng vun đắp cho nó. Tâm thật sự tin là như vậy. Một lần nữa rất là cảm ơn Phương Anh và anh Hoàng. Đang nhắc về những cái Tết xa xứ, thì tiếp đến chúng ta sẽ có một tiểu phẩm rất là đáng yêu nói về những cái Tết của những người trẻ của chúng ta, khi mà họ phải đương đầu với những cuộc sống mới, những thay đổi mới, và đặc biệt là một cái Tết mới. Mới như thế nào thì mời mọi người cùng Tâm khám phá nha. Trời ơi, một tiếng làm chết mà có 12 đồng một giờ hả? Không đủ mua giấy vệ sinh nữa. Vậy là nhiều rồi đó. Bạn ta bên Burger King làm có 10 đồng một giờ thôi. Ê, mới nghe nè. Bây giờ là 30 Tết ở Việt Nam rồi đó. Nhà tao giờ này á là mọi người đang nấu bánh chưng á. Nhắc tới cái thèm ghê. 30 Tết rồi. Ừ. Ê, mày nhắc thèm ghê luôn á. Thèm bánh chưng bánh tét dễ sợ luôn á. Hồi đó á, để 30 Tết nha, về nhà tao hả, quá trời bánh chưng bánh tét luôn. Xong rồi má tao đi mua bánh mứt cũng ngon lắm. Bên này hả, riết ăn fast food với hamburger ngán muốn chết luôn vậy. Coi nè, đêm 30 nè, đó, hai thằng. Ê, nhắc nhớ ghê, mà tốt nghiệp mày có tính về Việt Nam không? Về Việt Nam, về ai chả muốn về, nhưng mà bà già tao đang thiếu nợ, giờ về cũng thêm gánh nặng thôi à. Thôi bây giờ cứ ở lại đây xong rồi làm hết, rồi được nhiêu hay bấy nhiêu mà gửi tiền về, nhiều nhiều được ít. Mày lúc nào cũng tiện 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 trơn á,
Thì giờ về thì cứ về thôi. Trời, nãy vừa mới than là không đủ tiền mua giấy vệ sinh. Cái giờ nói tao tao có không có tiền tao về cũng được. Thôi nè, đưa tao tiền đi rồi tao đi về liền nha. Thì giờ tao có cách tao giúp mày nè. Tao sẽ nói với ông chủ để cho mày thêm một ca night shift để mày làm có thêm tiền được không? Đi giùm tao cái đi. Trời ơi, đã lạnh rồi. Cái thằng này còn giỡn. Có nên gọi điện về quê xin ba má không ta? Đi về Việt Nam đi chứ. Ở đây lạnh quá. Sang ăn tất niên, mà mi nấu nồi cơm gà bự cho bà, ngon lắm con ơi. Trời ơi, con trai cưng của mẹ, con ăn gì chưa chịu? À, con mới đi làm về, lát con mới ăn. Con vẫn đang làm ở cái chỗ mặc gì đấy ạ? Sao làm ở đó có lâu được tăng lương không con? Thâu ông, không có biết tiếng Anh thì đừng có nói. Mẹ hỏi nè, dạo này con đi làm rồi học hành đồn sao? À, thì làm mà vẫn học mẹ ơi, con cân bằng được 2 cái. Ờ, mà mẹ hỏi nè, con có định đậu chỗ làm không? Mẹ thấy làm nhiều giờ mà sao lương bên đó ít quá à? Chắc để từ từ con coi, con cũng tính đổi. Thâu, ý mẹ là mẹ sợ cực con thâu. Giờ là mình chuyển chỗ khác, lương cao hơn. Nhưng mà mình vừa phụ ba mẹ trả nợ, con vừa có thêm tiền tiêu xài, hiểu không? Dạ, con hiểu mà. Tính ra hồi đấy á, kẹt tiền, bố mẹ mới đành vay cho con ăn học. Chứ đâu có ngờ dịch ập tới thế này, lương con làm là ít, chẳng có phụ được bao nhiêu. À, mà con có nhớ cái thằng Tài không? Thằng Tài nào bác? Cái thằng Tài con bác Ngọc á, hồi xưa học cấp 3 với con. Cái thằng như học bên Canada đó con. À, rồi con nhớ nó rồi, sao bác? À, hồi chiều ba đi mua chậu mai, vừa nói chuyện với chú Ngọc. Nghe bảo á, nó mới năm 3 thôi, mà lương đã vài ngàn đô rồi. Giờ chậu gửi về, sửa sang nhà cửa khang trang lắm. Ủa, vậy nào ông? Ui, nhớ cái thằng Tài anh học cũng bình thường à mà. Đâu có đứng tốt như con mình đâu. Mẹ chắc là nó biết nắm bắt cơ hậu. Mẹ thâu con nè, chuẩn bị con ráng kiếm việc thực tập đi nha. Vừa có thêm kinh nghiệm mà vừa kiếm thêm tiền con xài nha con. Con nhớ rồi. Ba mà mi á thì chỉ mong cho mi sống được cuộc sống thanh thản, không có phải bận tâm chuyện tiền nong thôi con. Nội á thì năm mới nội chỉ chúc cho con giữ gìn sức khỏe, làm cái chi thì cũng phải chú ý ăn uống cho đủ con nghe. Tao mà ở bên rửa là cái mô tao cũng nấu cho mi đủ thứ sơn hào hài vị để mi ăn nghe con. Dạ, con thèm tô bún bò Huế của nội nấu ghê luôn á. Ở bên này á, con đi nhiều nhà hàng á, không có chỗ nào mà nấu được ngon như nội hết á. Chắc á là nó không có nấu đúng cái nguyên liệu Việt Nam, chứ không có đúng nhà mình. Trời đất ơi, tiền làm được bao nhiêu mà đi ăn nhà hàng? Thâu ông Vương, ý ba con á là con ăn ở nhà đừng ăn nhiều nhà nhiều vô, đừng ăn ngoài nhiều, biết làm sao không? Ăn ở ngoài á vừa không có đảm bảo an toàn vệ sinh mà cũng tốn kém nữa. Chứ ba mày á cũng kỳ, ở bên á thì con nó lâu lâu nó đi cho đi ăn ở ngoài cũng bình thường thôi mà. Mẹ nói đúng á ba. Bình thường á là con nấu ăn ở nhà nhiều chứ lâu lâu con mới đi ăn tiệm, thì con nhớ đồ ăn Việt Nam con mới ra con ăn thôi chứ không có đi ăn ngoài đâu. Ba mẹ nè. Sao vậy con? Sắp tới á, ba mẹ cho con về Việt Nam được không?
con đi làm bên này lương cũng được, con cũng làm được khoảng kha khá rồi. Con gửi về cho ba mẹ rồi, có gì ba mẹ cho con thêm vài chục triệu. Con về Việt Nam được không ba mẹ? Quả, con về đây một lần tới mấy chục triệu lần nè. Rồi con về học hành rồi công việc đồ làm sao? Thôi, không có về đâu con. Con cứ thường xuyên gọi về đây cho nhà là được rồi. Ở bên đó kiếm cái công việc ổn định, có đồng ra đồng vào, rồi hăng tính đến cái chuyện về chơi. Sao ba mẹ nào cũng tiền không vậy? Con cũng đi làm mà, con cũng đi học mà, 4 năm rồi con chưa về Việt Nam, nằm thui thủi bên này đó, đông thì lạnh. Nhưng bây giờ con hỏi ba mẹ có tiền không thì cho con xin, còn không ba mẹ mới có tiền thôi. Mày học ở bên đó cái gì tao cũng chu cấp cho, tiền ăn tiền học rồi hết cả tiền tiêu tao cũng gồng lưng đi làm cho mày. Nơ với trần ẩn chứ trai, mày gọi về không có hỏi thăm được một câu, chỉ có biết đòi hỏi thôi. Phải tự biết mà cố gắng, tao cách nhở cũng tốt cho mày thôi. Thâu ông, cái gì cũng từ từ thâu. Nói chung á, chịu, mày nói nè, con ăn cơm gì chưa? Chào ông, nó cấp mấy cái rập rầu. Nói cho nó, để nó hiểu ra, chứ có ghét bỏ gì nữa đâu. Mình cũng đi làm chết cha, chứ có sung sướng gì. Thì tôi biết vậy, nhưng mà cái gì cũng từ từ mà nói. Ông phải từ từ ông nói biết không? Ông kêu nó là bây giờ ở bên nó là công việc chưa ổn định, bây giờ về đây thì cũng không có công ăn việc làm. Ông nói từ từ cho nó hiểu. Rồi chứ bây giờ ông cứ tức giận như vậy rồi cũng có làm được cái gì đâu. Từ nay tới giờ tao nhìn tụi bay đủ rồi nghe. Tụi bay nghỉ đi, tụi bay nhìn tụi bay đi. Đêm 30 Tết, cục thằng nhỏ hắn ở có một mình, cho nên hắn xa nhà, hắn nhớ nhà, nhớ quê, hắn mới gọi về cho mình, chưa kịp cơm nước chi hết, như rửa đó. Mà bi nghĩ đi, bên đó làm chi mà có Tết? Rửa đó, mà nhấc cái điện thoại lên, là chưa không có hỏi thăm đồng viên được một câu, chỉ có lúc nào cũng tiền. Tao biết, mà biết là tụi con khổ, nhưng mà tụi bay cũng phải nghỉ cho thằng Triệu, hắn cũng đâu có sướng hơn tụi bay đâu. Đó, như rửa đó. Mẹ nói vậy thì tụi con cũng nghe thôi. Đi làm về cực khổ, nên bây giờ cứ hễ nhắc tới tiền bạc là tụi con cũng thấy khó khăn. Cũng vì thế mà quên mất nó cũng khổ. Mẹ anh, mà em nghĩ lại em cũng thấy tội hàng Triệu. Hay là bây giờ mình cho nó dịu hơn lần đi anh. Phải như rửa. Tao nói cho tụi bay nghe, từ khi này là tao đã định cho hắn về rồi, tao sẽ cho hắn tiền để về. Nhưng mà tụi bay đó chỉ có làm cháu của tao buồn hoài thôi. Để đó bây chứ tao phải gọi cho hắn hỏi thăm. Chứ ăn tệt cái kiểu ni ngang hồng. Alo, Triệu ơi. Dạ, con này nội. Mi nghe tao, mi yên tâm đi. Tao vừa chửi cho ba má mi một trận. Rửa chữ, con cũng thông cảm. Ba má mi thì hắn đi làm về cũng mệt mỏi, con nhen. Nội thì nội cũng hiểu là con ở bên đó cũng không có sung sướng, không có vui vẻ chi. Cho nên là, nhưng mà con đừng có lo. Con cứ chăm chú học hành cho giỏi vào, giữ gìn sức khỏe. Hè ni, về chơi với nội. Nồi cho con tiền và ta sẽ thuyết phục ba má mi cho mi tiền nữa, con nhen. Rửa chữ này chứ, bây đã ăn cơm chưa? Rồi đi làm về có mệt không con? Dạ, thì lát là con vô ăn cơm liền à nội. Con cũng mệt nhưng mà nói chuyện nội hết mệt nè. Dạ,
À, cảm ơn nội nhiều. Không, mẹ nói nè, con tắm rửa rồi cơm nước đi nha. Rồi lát nữa ngầu coi táo quân với ba mẹ, với bà nha. Đúng rồi, chút xíu nữa nhà mình đi ngắm pháo bông. Nội sẽ quay cho con xem, đẹp lắm con ơi. Anh làm thì làm. Hè rồi về. Dạ. Không, vậy nha con, con nghe. Chào cha mới vài xuân đầu, ước gì từ mùa tới xưa em đem thành mùa xuân mới hoa rụng đầy trời, mẹ ban cho con xuân vừa nằm tan vỡ thân phận bệnh bồng để xuân
trôi qua âm thầm đời Người có biết mùa xuân được mệnh danh là mùa của điều gì không? Chắc chắn phải là mùa của hoa lá, cỏ cây. Nhưng mà đồng thời người ta còn thường gọi mùa xuân là mùa của tình yêu nữa. Cho nên là chúng ta cần phải có những bài hát về những đóa hoa. Và chúng ta cũng cần phải có những bài hát về tình yêu. Cho nên tiếp theo sau đây sẽ là bài hát Hương Ngọc Lan của Đặng Anh Kiệt và Fulbright Music Club. Xin mời. Oh,
Mọi người có cảm thấy là chương trình Ta Tả Tết rất là hoành tráng không? Đầu tiên là mình được nghe nhạc nè, mình nghe hát nè, mình xem kịch nè. Và bây giờ chúng ta sẽ lại quay về một mục mà Tâm thật sự rất là thích của chương trình ngày hôm nay. Đó là mục chia sẻ. Và ở đây cùng với Tâm là bạn Hoàng. Chào Tâm, xin chào tất cả mọi người. Hoàng là sinh viên năm nhất của Đại học Fulbright. Mình rất vui khi mà được tham gia đồng hành cùng chương trình Ta Tả Tết hôm nay. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình Ta Tả Tết. Và mọi người ơi, chúng ta đã có một cái quá trình nhìn ngắm Tết. Đầu tiên là chúng ta đã được phép ngẫm lại về những cái Tết lúc trước, những cái Tết ở trong nước nè, ở ngoài nước nè, và những cái câu chuyện xa xứ, những câu chuyện đón Tết cổ truyền ở Việt Nam nữa. Và ngày hôm nay, bây giờ với Hoàng thì Tâm xin phép được vạch ra những câu chuyện của tương lai. Đó là chuyên mục nói về 2021 resolutions, những mong nguyện cho năm mới. Thì không biết là Hoàng đã suy nghĩ về những cái mong ước cho năm mới chưa? Hoàng đã nghĩ đến cái điều này, đã nghĩ là xem năm tới mình sẽ phải làm được điều gì, năm mới mình cần nên cải thiện những cái gì mình chưa hoàn thành thì tiếp tục phải cố gắng hoàn thành nốt cái kế hoạch của năm 2020. Có ba cái chữ mà mình luôn theo đuổi, đấy là thân khỏe, tâm an, trí minh. Thì mình luôn cố gắng, không chỉ là mỗi năm 2021 mà trong suốt cuộc đời này, thì mình nghĩ là mình sẽ theo đuổi và cố gắng sống và cố gắng thực hiện được những cái mục đích nhỏ để phục vụ cho mục đích lớn của mình là thân khỏe, tâm an, trí minh. Để chúng ta có thể tiến tới cái hình dung về thân khỏe, tâm an, trí minh ở trong năm 2021, thì chắc là chúng ta cũng phải nói một chút về tiền đề của năm 2021. Đó là năm 2020 đầy dậy sóng và biến đổi. Thì Hoàng đã cảm thấy hài lòng với năm 2020 chưa? Hay là có cảm thấy bản thân mình đạt được bao nhiêu điểm? Về mặt bao nhiêu điểm thì rất là khó nói. Tuy nhiên là với Hoàng thì Hoàng thấy mình cũng có một cái năm thực sự ý nghĩa và đạt được nhiều điều. Và một trong số đó là bước chân được đến Đại học Fulbright và hoàn thành kỳ đầu tiên tại trường. Thì Hoàng thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Nói về cái tinh thần là như vậy. Còn nói về những dự định cụ thể, thì không biết là cụ thể năm nay Hoàng đã có những cái dự tính gì rồi? Mình sẽ tham gia những khóa học nào, hay là mình sẽ có những cái dự án nào ở bên ngoài chẳng hạn? Hoàng đã có sắp xếp nào chưa? Năm 2021 thì Hoàng tiếp tục sẽ học thử những cái môn mới, thử những cái lĩnh vực mới để xem thực sự mình đam mê và thực sự mình muốn học cái nào. Và hy vọng năm 2021 thì Hoàng sẽ chọn được một cái lĩnh vực, cái ngành mà mình yêu thích để theo đuổi. Về những cái hoạt động ngoại khóa thì Hoàng đã có một cái dự định đã được ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng mà Hoàng hy vọng là đến năm 2021 thì Hoàng có thể thực hiện được. Okay. Không chia sẻ kỹ hơn, nhưng mà mình bật bí một chút xíu và dự định đó được không Hoàng? Hoàng sẽ làm một dự án nhưng mà liên quan đến việc hỗ trợ cho những người khuyết tật, đặc biệt là những người khiếm thị. Tâm rất là hy vọng là trong năm mới này Hoàng sẽ hoàn thiện được dự án của mình. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều về cái phần chia sẻ của mình. Chúc tất cả các bạn, tất cả những người đang xem chương trình Ta Tả Tết của Đại học Fulbright có một năm mới thật là bình an, thật hạnh phúc bên gia đình, bên người thân, và hoàn thành được những cái mục tiêu, những cái mong ước mà mình đã đặt ra. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tâm cũng xin phép được thay mặt cho chương trình Ta Tả Tết chúc Hoàng sẽ có một năm mới thật là an yên và đạt được những cái ước nguyện của mình. Trong đó có cả mô hình mô hình về thân khỏe, tâm an, trí minh, để chúng ta có thể thấy được những dự án thật sự rất là ý nghĩa từ phía Hoàng. Và tiếp theo chương trình thì Tâm cũng sẽ xin phép mời Hoàng thể hiện cho chương trình Ta Tả Tết một tiết mục thật là đặc biệt.
lòng là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã cùng Thảo Tâm và Fulbright Student Council trải qua số Ta Tả Tết đầu tiên. Ta Tả Tết, Tết Tả Ta. Ngày hôm nay chúng ta được nghe những câu chuyện về những cái Tết trong mắt của người địa phương Việt Nam và cả những thầy cô giáo nước ngoài tại trường Fulbright nữa. Chúng ta được nghe về những cái Tết xa nhà đã qua và được nghe về những mong nguyện cho cái Tết sắp tới cho năm nay. Nhưng mà dù Tết có ở đâu thì Tâm luôn tin vào Tết luôn ở tại Tâm là trên hết. Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa, dù có ở riêng mình hay ở cùng với cộng đồng, thì mãi mãi Tết sẽ luôn luôn là một điều rất là đặc biệt trong trái tim của mỗi người. Cho nên là ngày hôm nay, Thảo Tâm, Fulbright Student Council và tất cả chúng ta đang ở Fulbright xin được nhắn gửi với tất cả mọi người ở nhà là: mọi người ơi, chúc mừng năm mới! It is going to be. Ủa, khúc này nói tiếng gì? Tiếp theo là thầy Sebastian Jones.